yêu là chọn. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Tối nay anh sẽ tập đây. Anh Tạ, anh cố lên coi. Ngu người thua. Cái quyết định này là cái quyết định thật sự rất là khó khăn với em luôn. Không xin lỗi anh. Minh Thùy cùng hai chàng trai Cao Thắng và Thế Tài được đưa đến địa điểm tiếp theo. Và câu chuyện tay ba đã bắt đầu. Sao em dậy mấy giờ? Nguyên quay đêm qua tới giờ em không có ngủ. Không ngủ luôn? Không ngủ luôn. Em thức khuya quen rồi sao? Có, tại vì em lo lắng quá. Anh cũng vậy, bình thường anh dậy trễ lắm, mà hôm nay anh dậy sớm. Anh dậy sớm rồi vô chuẩn bị mấy thứ. Tại hôm qua là cái quán đó là mới xong tối hôm qua luôn á. Wow. Ừ, đội thiết kế, đội cấu trúc mới á. Anh phải lo để chuẩn bị cho em đó. Trời, nghe cảm động quá. Phía tình cảm, mình nghĩ là của bạn gái dành cho bạn Thắng nhiều hơn. Tại vì thấy cuộc nói chuyện của hai người rất là nhiều. Anh ơi, nhưng mà cái đó là anh Tài đây. Anh Thắng. Anh Tâm. À, Thắng, quên. Trời, lộn hoài. Đó, muốn knock out tôi ngay trên xe. Đó. Tên chữ T hóa cho nên nó hay bị nhầm. Có biết cách sắp đặt gì không ha? Tài, Tâm, Thắng. Nghe tên nào cũng hay. Nhưng mà tên Thùy hay nhất đúng rồi. Hôm nay là ngày của em. anh chưa nói gì hết. Thùy cũng tê rồi đúng không? Anh cảm thấy tự tin như vậy là rất là hợp lý. Dù anh cũng thấy tên Thùy cũng đẹp. Ủa, nhà anh ở đâu vậy anh? Nhà anh ở ngay Phúc Quận Tân Bình, ngay đối diện Ria Town, Cộng Hòa. Đi để em coi, đi Lý Thường Kiệt đúng không? Không, cái mọi chuyện đó anh sẽ chờ. Em quên. Vậy là chị muốn biết nhà thôi, chứ người ta không có ý tưởng là sẽ tới nhà anh đâu mà anh. Người ta chỉ là mới dò dò đường thôi. Trời ơi, anh kể thiệt đi, đó giờ tỏ tình ai chưa? Thật ra thì tỏ tình thì anh cũng chưa, tại vì là đến lúc thời điểm chia tay thì cũng chưa đến mức mà phải tỏ tình. Cho nên là cũng chưa có cơ. Anh là có tỏ tình ai chưa? Tối nay anh sẽ tỏ tình. Địa điểm để ba bạn trẻ cùng trải nghiệm lần này là khu du lịch PCR, một nơi có nhiều hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với các bạn trẻ thích vận động sông nước. Nhưng trước tiên là phải ăn trưa đã. Mưa. Em ăn món này. Dạ em. Trời ơi, cà chua ngon quá. Sang sẻ hả? Dạ đúng rồi. Nhà lâu lắm rồi mới được ăn cơm chung nữa. Bình thường sao? Bình thường một ngày em ăn có một lần. Ăn cơm ở ngoài vậy? Em xếp ca cho nhân viên ăn xong mà em bị quá giờ thì em không ăn. Em uống sữa hay gì đó rồi thôi. Em đi về. Ở nhà thì em có nấu ăn nhưng mà sau này nhà em cũng bận á cho nên không ăn. Một ngày thì em chỉ ăn một bữa, hai bữa thôi em không ăn luôn. Cho nên là ăn một cái bữa như vậy rất là cảm động. Đúng hiểu. Thấy trong cái profile của em có ghi là em nấu ăn cũng được. Em nói em nấu ăn cũng được đâu. À. Em nói em nấu ăn ngon. À, nấu ăn ngon, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Anh á thì anh nấu ăn được. Hầu như lâu mà từ khi mình đi lính đến giờ về chưa nấu cơm. Anh đi lính là đi ngày xưa anh đi lính nghĩa vụ công an. Để tới đó cực lắm. Cực nhưng mà vui. Chúc anh chậm rồi đó. Vui lắm, cực kỳ vui. Nhưng mà hình như ai vẫn đi mấy cái lính hoặc là đi với sinh viên về như cái tính của mình nó chậm lại. Chậm lại kiểu nào? Bớt mong chen, bớt suy nghĩ hay là gì đó ha. Thì ngày giờ em thấy là chậm. Với đối thủ của mình thì em thấy anh là một người khá là trầm tính. Những cô gái khi mà người ta chọn lựa một cái mối quan hệ thì người ta sẽ chọn một cái người mà thật sự là điềm đạm. Thì anh có lẽ là trội hơn em.
Em có đi nghiệp hộ. Cái gì vậy? Không, chọc em kìa. Em tự tin mình ở việc là em có thể bắt nhịp được với bạn nữ để mà cùng nói chung những câu chuyện và cùng chia sẻ một cái vấn đề gì đó và làm cho bạn nữ cảm thấy thích thú. Cảm thấy bạn Thắng rất là biết bắt chuyện với là những cô gái, rất là lanh trong những cái câu chuyện. Em cảm thấy mình không có được nói gì nhiều hết nên cũng hơi lo lắng. Cảm giác của em về bạn nữ thì đang khá là dè chừng, cũng như là chưa có chia sẻ hết những cái muốn nói. Cảm thấy bạn gái chia sẻ rất là chia sẻ những cái cuộc sống hay là trong những cái cách nói chuyện thì em cảm thấy rất là vui vẻ, hòa đồng nhưng mà cũng rất là hiểu chuyện. Cuộc tranh đua của hai chàng trai đã được đẩy lên cấp độ mới khi Thùy đưa ra thử thách đầu tiên. Em sẽ cho hai anh những cái thử thách liên quan tới là mình sử dụng sức lực hơi nhiều. Cho nên là hai anh chuẩn bị tinh thần, bây giờ mình sẽ thay đồ ra và chơi những cái trò chơi. Ngoài ra là thật sự là ai dành tình cảm cho em nhiều nhất thì em mong là người đó cố gắng giành chiến thắng trong cái phần này nha. Xuống nha. Em đến 1, 2, 3 thì anh lăn, lăn lần kia xong rồi quành ngược về đây. Okay. Ai mà nhanh nhất á okay. Thì thắng. 1, 2, 3. Trời ơi con, anh tài anh cố lên coi. Trời ơi anh để ông thắng làm vậy được luôn hả? Cố lên tài ơi. Giờ anh có muốn đi uống trà sữa không? Anh lẹ lên. Thấy người ta không trời. Người bởi không nhiệt tình. Thiệt luôn á. Trời. Sao không? Chia tay. Sớm bớt đau khổ. Em đã nói anh đã cố gắng ngay từ đầu rồi. Em cho anh cơ hội mà anh vậy đó. Bởi vậy. Hai người đấu bóng với nhau kìa. Coi coi ai vật được ai. Thôi, sao có xin như vậy rồi? Cho ra. Ôi trời ơi. Chứ em nhốt anh trọng luôn đó. Anh không có thiệt tình gì hết trơn, không có nhiệt tình gì em gì hết trơn. Trời ơi mẹ. Em cổ vũ quá trời luôn. Nó vẫn còn đang lắc 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 lắc. Ôi, tôi trong này cái hai người hồi thần sướng ngoài. Ủa, selfie có dính anh chứ bộ. Bây giờ mình sẽ chơi một trò hết sức là nam tính, đó là nặng tường. Mà cái này á là mình, anh có bao giờ nặng gớm chưa? Nặng gớm hả? Gớm á. Chưa. Cái này nè, là làm cho mình thể hiện được cái sự khéo léo. Nhưng mà okay. Làm cái này xong á, là cái món quà đó là phải tặng em. Cho nên anh phải làm sao cho nó thật sự là ấn tượng, với lại nó phải có ý nghĩa nha, chứ không phải làm vậy không. Thấy có vẻ như anh đã mệt như vậy rồi thì anh nói thua đi. Không, không, ngu thì thua. Biết đâu trời thắng gì đâu, trời ơi. Nói thôi, chứ tao mày cái khác đúng không? Đúng rồi. Cái này mình làm đó là mình phải cho nó xoay tròn. Dạ. Cái này là bàn xoay, mình phải đặt ở ngay tâm của bàn xoay. Ừ. Nếu mà mình đặt lọt đó thì sản phẩm mình quay nó sẽ bị lọt, thì mấy nó không được đẹp. Dạ. Mình phải đặt đó ngay tâm bàn xoay. Dùng hai cùi tay nè. Cái này chắc cho khoảng thời gian 5 phút nha. Năm phút nhanh lắm á. Ừ thì vậy mới okay. Thi mà anh. Ok. Bây giờ bấm phút nha. Rồi. 1, 2, 3. Nói thiệt luôn là mình chưa biết làm cái này làm sao luôn á. Được không anh? Được. Được cái mô cũng sao hết á. Hình như là nó bị sao sai sai cái gì ở đây. Mình đi mình kiếm gì đó mình khắc lên. Có gì đó nó không đúng ở đây. Này mình phải đánh vào cái gì ta? Nghệ thuật.
trên thế giới mấy cái hình mà nó xấu xấu cũng thành nghệ thuật, giờ mình hình xấu. Mấy cái gì đó. À, cái chậu của anh bây giờ nó xuống thành cái xô rồi đó. Thế rồi. 2.5 phút rồi kìa. Thắng tỏ ra khá sáng tạo trong phần thi này. Trời, có đá nữa kìa. Tài cũng quyết không thua kém. Rồi. Cái này có đá nhưng mà bên anh có bông đúng không? Đúng rồi. Rồi bên ta có bông kìa, anh có gì chậm vậy? Ờ, anh có hai cái chữ T ở trong á. Ôi anh không nói không biết luôn á. Trời ơi ghê. Thâm thúy ghê chứ trời. Mình không biết gì luôn á. Lãng mạn á, đẹp á. Ví dụ như là em đưa hai anh về, giống như là về nhà em chơi á, ra mắt mẹ em á. Vậy thì theo anh á thì mới vô thì anh sẽ như thế nào với mẹ em? Ra mắt hả? Ừ. Nhưng mà mang cái đồ cắm đũa này về chắc bác cười lắm á, vui lắm á. Tặng bác bình bông. À, rồi có xấu thì bác nói con ra ngoài chợ mua cái bông. Vậy thôi con đi ra ngoài chợ mua cái đồ cắm đũa khác đem về đi, con làm chi cho mắt mệt xong rồi con đem qua đây, con nói con đi mua cái đó. Trời ơi là trời, thiệt luôn á anh Thắng. Đâu anh ví dụ coi, ví dụ như em là mẹ nè. Chào bác. À, bác chào con. À, bác trẻ quá à. Trời cảm ơn coi cũng nói vậy hết. Trời, bác con gái xinh nữa. Trời ai cũng nói vậy hết thiệt. Dạ. Dễ thương hết phúc. Dạ cảm ơn bác. À, ngày xưa không biết hơi vô uống nước không? Vô ngồi uống nước rồi. Không, ở nhà bác không có nước con. Vậy hả? Ừ. À con có ly. Con có ly. Con có ly. Chơi cái này xong ném về cái chậu chứ cái ly gì con? Dạ không, bây giờ người trẻ kêu cái ly đó bác. À vậy hả? Chắc dạ. Bác già rồi bác thấy nó giống cái chậu. Dạ không sao đâu bác, thì ai muốn nghĩ gì nghĩ à. Nhưng mà cái này là con tặng cho Thùy đó bác. Ờ, mà anh Thùy thích không con? Trời thích lắm. Ai nói vậy con? Bữa con làm á, xong rồi Thùy nói tại chỗ luôn vậy á. Nhỏ dạ. Cũng thiệt tình ghê, nhìn nhấn xô vậy mà nó cũng thích nữa. Dạ con bác là có tính đó là con thích lắm luôn á. Thành quả của hai anh thì em thấy là cái phần này là anh Tài làm đẹp hơn anh Thắng. Và anh Thắng thì sáng tạo hơn. Nhưng mà phần trước là anh Thắng đã thắng rồi. Phần này thì anh Tài khéo léo cho nên thắng. Coi như hai anh mời. Hiện tại đến thời điểm bây giờ thì cái người mà chia sẻ nhiều nhất với em vẫn là anh Thắng. Và cái người mà trầm lặng với em nhiều nhất là anh Tài. Sau những trải nghiệm cùng hai chàng trai, Minh Thùy sẽ có buổi nói chuyện riêng với từng chàng trai. Đây là lần thử nghiệm cuối cùng để Thùy xác định được người mà mình sẽ tỏ em tình. Em muốn gặp từng anh để em hỏi vài câu hỏi để em xác định lại chuyện tình cảm rõ ràng. Thì mỗi người em sẽ nói chuyện khoảng 5 phút ha. Em mời anh Tài trước đây. Xem đẹp nha. Em cảm ơn anh. Anh căng thẳng quá vậy. Chắc là đứng trước một cô gái đẹp thì khó có thể giữ được một cái gì đó. Nhưng mà từ từ chắc để cho nó đều đều nhịp lại. Sau một ngày mà mình hoạt động vui chơi, ăn uống rồi thử thách vượt qua những cái mà khó khăn thì tình cảm của anh đó, đối với em như thế nào? Đối với anh thì anh cảm nhận được một cái gì đó nó gần gũi với anh hơn là những cái gì anh đã suy nghĩ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, em làm một cái điều gì đó làm cho anh nó cảm thấy nó rung động. Cái thứ ba là không biết là nếu mình có một cái cơ hội nào đó chúng ta có thể gặp nhau
anh có thể được tìm hiểu em cho thời gian sắp tới. Đối với anh á thì một mối quan hệ nó cực kỳ rất là quan trọng, nên anh cũng rất là lâu để đến bây giờ mới nếu có một cơ hội giống như em cho anh một cơ hội thì đến nay khoảng mấy năm rồi anh mới có được thêm một cái cơ hội để mà tìm hiểu một cô gái tiếp theo. Em cũng muốn hỏi là ở em á thì anh cảm thấy quý nhất điều gì và anh thích điều gì nhất? Điều gì hả? Em cười dễ thương. Mình thích nhất cái nụ cười của bạn gái đó, rất là dễ thương. Mình chỉ thấy nhìn và mình cảm thấy vui là được rồi. À, em cảm ơn anh. Em là đẹp. Em cảm ơn. Anh cảm thấy em có điểm gì thu hút khiến anh cảm thấy thích? Cái điều mà anh cảm thấy thích khi mà gặp em thì anh thấy được cái sự trầm tĩnh. Em không có thể hiện nhiều, em cũng khá là ít nói. Thì với một người mà sôi nổi như anh á, thì anh thấy cái điều đó là cú hút anh. Mỗi bạn gái mà em mong muốn với bạn nữ đang tham gia thì cũng chưa hẳn là có nhiều điểm tương đồng. Bởi vì em vẫn hướng tới một mẫu bạn gái mà năng động và có cá tính. Ở bạn nữ thì chưa thể hiện được nhiều lắm cá tính của mình. Em là chỉ là điểm bù trừ của anh hay là nó là một cái điểm làm cho anh cảm thấy là anh muốn có tình cảm, muốn có em? Cái đó anh không nghĩ là cái bù trừ, mà cái đó khi mà cùng em tham gia cái hành trình trong vòng một ngày thì anh lúc đầu thì còn hơi ngại ngại, nhưng mà sau này thì thấy em cũng khá là hòa nhập, khá là vui vẻ trong cái những cái hoạt động của cả ba người. Thì anh cũng cảm thấy bị thuyết phục bởi cái đó của em. Vậy trong suốt một cái ngày vậy á, vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, và mình cũng có những cái buổi ăn cơm trò chuyện này nọ thân mật, anh cũng chia sẻ nhiều điều với em và anh cũng muốn biết nhiều về em. Vậy thì hiện tại thì cái tình cảm của anh như thế nào với em? Chắc chắn là nó có sự phát triển hơn so với lúc đầu gặp em. Cảm xúc của anh á, bây giờ thì cảm thấy rất là rối. Thực sự là anh cảm thấy rất là rối. Và cái ấn tượng ban đầu của em thì nó rất là tốt. Cho nên là với anh bây giờ thì anh muốn là có cơ hội để mà mình có thể tiếp tục để tìm hiểu nhau thêm. Vậy cái tình cảm đó nó chỉ mà dừng ở mức là hơn tình bạn, tình anh em, hay là chỉ là hợp với nhau, hay là thật sự là anh muốn trở thành bạn trai của em? Tất nhiên là anh muốn trở thành bạn trai của em chứ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tại cái thời điểm này thì mình cũng không có hồi hộp giống như là lúc sáng mà bạn nữ chọn hai trong ba người nữa. Nếu như hồi sáng là chia đều cho cả ba thì mình nghĩ là bây giờ thì mình chỉ chọn là 50% thôi. Cơ hội sẽ chia đều. Hầu như thì giống như ý của bên chỗ thắng thôi. Không thể nào mà mình tự tin được đến khả năng là bạn nữ sẽ chọn mình. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà anh thấy thì hình như nói chuyện với em nhiều hơn á. Anh nghĩ là cái tỷ lệ phần trăm của bên này. Còn em thì lại thấy là sau cái phần thi bóng nước á thì bắt đầu thì có cảm giác là quan tâm anh nhiều hơn một chút. Quan tâm anh á hả? Giờ đây cô gái của chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn, ai sẽ được chọn để tỏ tình, ai sẽ phải nhận bó hoa từ chối. Cái quyết định này là cái quyết định thật sự rất là khó khăn với em luôn. Em suy nghĩ rất là nhiều về những cái câu nói và những cái mà ngày hôm nay của mình đã vượt qua. Em cũng mong là người mà em trao bó hoa này á, đừng có buồn em. Vì thật sự cũng có thể là mình có một cái tình cảm đặc biệt, nhưng mà em chưa có cảm nhận hết được. Và em muốn nó thể hiện rõ ràng hơn. Cho nên em em
em cũng không biết nói sao nữa, tại vì quyết định này á, thực sự là hai người em đều quý mến ngang nhau hết. Mọi người có một cái ấn tượng đẹp để lại trong lòng của em. Và thực sự người lựa chọn không phải là người giỏi hơn hay là người có một cái gì đó nổi bật hơn, mà người đó làm cho em cảm thấy là mình có thể chạm được tới trái tim của họ. Mọi người nhìn em cười đi nè. Bạn nữ sẽ chắc là chọn Thắng. Thắng rất là tự tin, rất là tự tin chia sẻ với những câu chuyện khá là thú vị. Nên em nghĩ tại em thì em không có biết nói gì hết á. Cái mức độ tự tin của mình lúc đầu thì nó cũng cao, nhưng mà sau khi chơi những trò chơi vận động xong thì mình cảm thấy Thùy hình như là quan tâm đến anh Tài nhiều hơn một chút. Cho nên là cái phần trăm của mình tự tin nó sẽ giảm xuống. Mình chỉ nhận khoảng 45% cái độ mà có thể là chiến thắng thôi. Thời điểm quyết định đã đến. Xin lỗi anh. Anh đừng có buồn về quyết định của em nha. Thật sự là cái quyết định này em lựa chọn là vì tấm lòng chân thật và cái cảm giác nó nhiều hơn. Em mong là sau này mình vẫn gặp nhau, có thể cà phê anh em và mình vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Nói chung là hôm nay có cơ hội gặp được em và Thắng là điều đó thì làm cho anh rất là vui. Để đi suốt được đến quãng đường đến bây giờ thì anh thấy cũng là một thành công rồi. Còn điều còn lại thì cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà chắc cơ hội về sau chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có thể cho em ôm một cái. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Em có một cái thử thách cuối cùng bắt buộc anh phải vượt qua. Anh có dám làm không? Có phải anh đi qua hồ nước không? Đâu có, sao mà đi qua hồ nước được. Bây giờ anh bế em qua bên kia đi. Mà không được trượt chân hoặc là té nha. Mà không được để ướt người em nữa. Anh là đảm được đi. Em làm bao nhiêu ký vậy? Anh hỏi em làm bao nhiêu ký hả? Anh bắt buộc anh phải ẩm được chứ. Bây giờ em có 72 ký, anh phải ẩm được. Anh ước cảm thấy anh làm được, không biết đâu em sợ rồi đó. Thế là em thấy rung rồi đó. Chuẩn bị chưa? Rồi. Ôi con. Ôi. Em muốn đi xuống không? Thôi em không biết, không biết. Anh làm sao đó anh làm. Qua được kia là được đúng không? Đúng rồi.
ơi. Sau tất cả, lúc này đây, khi không gian chỉ còn lại hai người, là lúc cho một lời tỏ tình. Thì hay gì em nghe thì em sẽ hát cho anh nghe ha. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn vuông tối lạnh thầm, thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây vui đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn qua về nhà anh nhé, có em chưa? Ok. Có mùi ngàn thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những rượu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Nên sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai, cho anh giây phút yên bình và mong thế thôi. Nơi con tim em biết yên bình và mong thế thôi. Anh có thích không? Thích chứ, hỏi thừa. Cái quyết định cuối cùng của mình đó, em đưa ra cũng rất là khó khăn. Và em cũng muốn là khi mà em đưa ra cái quyết định đó cũng là cái lời tỏ tình của em đối với anh. Vậy thì anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Yêu là chọn.